quân đội Nga đang đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ của họ. Phó Tổng Cục trưởng về công tác quân sự chính trị của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Amat, Thiếu tướng Apti Alodinov cho biết. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ukraine mất toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên trên hướng Donetsk. Nga có chiến lược mới, tiến triển nhanh bất thường, tấn công quân Ukraine vào thời điểm nguy hiểm nhất. Ukraine biến đất nước mình thành cối xay thịt và bãi thử nghiệm vũ khí. Tuyến công sự đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất hoàn toàn. Ngày hôm nay, các đơn vị của chúng ta có cơ hội tác chiến ở các hướng khác nhau, đẩy lùi đối phương ra khỏi những vị trí mà chúng đã chiếm giữ lâu nay, ông nói. Thiếu tướng bày tỏ tin tưởng Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ sớm được giải phóng hoàn toàn. Trước đó, Ati Alodinov tuyên bố Nga sẽ hoàn thành chiến dịch đặc biệt vào cuối năm 2024, khi họ nói rằng sắp tới đây, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được F-16 và họ sẽ tạo ra đột phá ở tiền tuyến. Điều này không đúng, sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Cho dù Ukraine có nhận được gì đi chăng nữa, thì quân đội của họ không còn đủ khả năng khiến cho các đơn vị của chúng ta dừng bước tiến của mình. Ông nói, trong khi đó, nhà báo Gideon Draman viết trên tờ Phanatico Tham rằng Kiev khó có thể giành lại lãnh thổ thông qua hành động chiến sự. Người Ukraine và những ai ở phương Tây ủng hộ họ đã hiểu ra điều này, tuy rằng không thừa nhận một cách công khai. Trong tình thế hiện tại, rất ít khả năng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Người Ukraine và những ai ủng hộ họ ở phương Tây đều biết về điều này, mặc dù không thừa nhận công khai. Ấn phẩm viết, theo phanacical tham phương án nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình nhận được sự ủng hộ nhất định của công chúng ukraine nhưng dù sao đi chăng nữa đây vẫn không phải là quan điểm của đa số nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho ukraine cản trở việc giải quyết khủng hoảng trực tiếp lôi kéo các nước nato vào cuộc xung đột và họ đang đùa với lửa ngoại trưởng nga sergei lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nga theo lời ông, Mỹ và NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực quân sự cho Ukraine ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không hề góp phần vào các cuộc đàm phán mà chỉ có tác động tiêu cực. Nga thăm dò các tuyến để xem tiểu đoàn đang giữ vững hay đang rút lui. Một khi tìm thấy các tiểu đoàn và lữ đoàn bị suy yếu, Moscow sẽ tấn công. Tờ New York Times vừa qua đưa tin lực lượng Nga đã giành được những thắng lợi nhanh chóng ở khu vực Donetsk phía đông trong tuần qua, chiếm được một số ngôi làng và tiến gần đến thành phố Poros, một trong những thành trì phòng thủ chính của Ukraine trong khu vực. New York Times dẫn các nguồn bản đồ mở về chiến trường dựa trên cảnh quay chiến đấu và hình ảnh vệ tinh cho biết lực lượng Nga hiện chỉ cách Poros vài chục dặm. Các tiến triển này của Nga trái ngược hoàn toàn với diễn biến trong năm nay ở khu vực Donetsk. Trước đó, Moscow có được thắng lợi đều đặn nhưng khá chậm, đôi khi chỉ tính bằng vài trăm mét mỗi tuần. Các nhà phân tích quân sự cho biết những thắng lợi nhanh chóng này phản ánh khả năng của Nga trong việc khai thác các lỗ hổng phòng thủ của Ukraine, vốn đã bị suy yếu do thiếu hụt nhân lực và các cuộc tấn công liên tục của Nga trên một mặt trận dài hơn 600 dặm. Các chuyên gia cho biết trong những tháng gần đây, lực lượng Nga ngày càng tập trung vào một chiến lược, đó là xác định các đơn vị nào của Ukraine suy yếu và kém tổ chức trước khi tung ra đòn đột phá quyết định bằng cách đưa hàng chục quân và xe bọc thép vào chiến trường. Người Nga thăm dò các tuyến để xem một tiểu đoàn đang giữ vững hay đang rút lui. Mykola Beleskov, một nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Ukraine, cho biết Ông nói thêm rằng một khi tìm thấy các tiểu đoàn và lữ đoàn bị suy yếu, Moscow sẽ tấn công. Một ví dụ là việc Nga chiếm được ngôi làng Prohes ở phía đông vào tuần trước. Deep State, một nhóm phân tích quân sự có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine cho biết, việc chiếm giữ diễn ra sau những gì họ mô tả là một cuộc rút lui hỗn loạn của Ukraine. Naza Volosin, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông Ukraine, từ chối bình luận về tình hình yuri butosov một nhà báo quân sự ukraine cho biết nga đã tung đòn tấn công trước hết và quan trọng nhất vào những lữ đoàn có khả năng chỉ huy và tổ chức yếu nhất của kiev khi một đội quân được quản lý kém bị tấn công họ không thể trụ vững ông viết trên facebook ukraine đã phải đối mặt với những thách thức tương tự trên chiến trường trong những tháng gần đây khi quân đội của họ bị mắc kẹt trong các cuộc rút lui hỗn loạn hoặc luân chuyển vụng về Tại Adika, một thành phố phía đông mà Nga đã chiếm được vào tháng 2, binh lính Ukraine cho biết việc không thực hiện được lệnh rút lui có trật tự đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị bắt giữ. Khoảng 2 tháng sau, sự sụp đổ của Ocharetin, một ngôi làng ở phía tây bắc Adika cũng không được bảo vệ, một phần do việc luân chuyển quân đội Ukraine không đúng cách. Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự tại Vienna Áo, cho biết việc luân chuyển thường là thời điểm nguy hiểm nhất đối với quân đội vì họ chỉ để lại một phần vị trí khi quân lính rút lui. Ông Gadi cho biết máy bay không người lái giám sát luôn hiện diện lơ lửng trên chiến trường, khiến việc luân chuyển này trở nên cực kỳ khó khăn, đặc biệt là đối với Ukraine, nơi có tuyến phòng thủ mỏng do thiếu hụt nhân lực. Ông Gadi cho biết Nga thường cố gắng tấn công và tiến lên ngay khi Ukraine tiến hành luân chuyển. Ông Beleshkov, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia tại Ukraine, cho biết những tiến bộ của Nga cho đến nay vẫn chưa chuyển thành những đột phá lớn cho phép Moscow chiếm được toàn bộ khu vực Donetsk, một trong những mục tiêu quân sự hàng đầu của Điện Kremlin. Tuy nhiên, những bước tiến gần đây của Nga đang đe dọa vành đai phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại khu vực Donetsk. Tình hình rất nghiêm trọng vì tốc độ tiến công của quân địch rất đáng lo ngại, ông Butosov nói nhà sử học người Đức Tarik Sirin Ama làm việc tại Đại học Cốc Istanbul mới đây phát biểu, ông Valery Jaluni, cựu tổng tư lệnh Kiev, hiện là đại sứ tại Anh, muốn biến đất nước mình trở thành phòng thử nghiệm vũ khí. Ông Valery Jaluni được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Anh vào hồi tháng 4 năm 2024. Jaluni đã lãnh đạo quân đội Ukraine kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự vào hồi tháng 2 năm 2022, đẩy lùi lực lượng đối phương vốn mạnh hơn rất nhiều trong những tháng đầu xung đột. Được truyền thông Ukraine đặc biệt danh là tướng thép, Jaluni đã trở thành biểu tượng cho ý chí phản kháng của đất nước. Nhưng mối bất đồng giữa Jaluni với Tổng thống Zelensky cũng như việc chiến dịch phản công vào mùa hè năm ngoái hứng chịu thất bại nặng nề đã khiến danh tiếng của ông bị suy giảm nghiêm trọng và bị sa thải khỏi chức tổng tư lệnh quân đội. Bài phát biểu mới đây của ông Jaluni trước công chúng trong vai trò đại sứ Anh có tiêu đề chiến tranh Nga-Ukraine như một cuộc chiến tranh trong giai đoạn chuyển tiếp, những mô hình mới của cuộc chiến. Ông Jaloni triết lý rằng, nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh, sau đó đề cập đến chủ đề Thế chiến thứ ba. Ông Jaloni cho rằng, chìa khóa duy nhất cho hòa bình là răn đe bằng sức mạnh quân sự. Ông cảnh báo nhân loại và đặc biệt là các quốc gia tự do và dân chủ rằng hoặc tham chiến hoặc các vị sẽ chết. Tân đại sứ Ukraine tại Anh cũng lập luận các cuộc chiến tranh hiện đại là tổng lực, đòi hỏi nỗ lực không chỉ của quân đội mà còn của toàn thể xã hội. Các chính trị gia có thể và nên huy động xã hội, ông Jaloni giải thích thêm. Ý tưởng này đối với an ninh và quốc phòng là một trong những chủ đề chính trong các phát biểu và chính sách của NATO và EU trong những năm qua, nhất là vấn đề con người, nhân lực huy động cho cuộc chiến về bản chất rõ ràng ông jaloni coi ukraina là một phòng thí nghiệm nơi phương tây có thể phát triển công nghệ quân sự trong tương lai nhà sử học ama thừa nhận rằng ukraina không thể mở rộng các phát minh và sáng kiến của mình trong lúc giao tranh trong khi đối tác phương tây có các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhưng không có lĩnh vực ứng dụng và thực tế nào để thử nghiệm chúng nhà sử học đức cho rằng với phát biểu của ông jaloni một trong những bi kịch của ukraina là bị phương tây lạm dụng bi kịch còn lại là bị chính các nhà lãnh đạo của mình phản bội trên thực tế chiến sự tại ukraine cho thấy mỹ và nato vẫn tăng cường viện trợ vũ khí và tài chính để ukraine thực hiện các chiến dịch phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ của mình eu và nhiều quốc gia cũng siết chặt các biện pháp bao vây cấm vận nền kinh tế nga như một biện pháp nhằm làm moscow suy yếu thế nhưng tổng thống putin đã chứng tỏ với phương tây rằng nga không có ý định từ bỏ mục tiêu chính trị và quân sự tại ukraina do vậy sẽ không có chuyện lùi bước hay có những nhượng bộ nào đối với ông putin đây là cuộc chiến bảo vệ vị thế của nga trên trường quốc tế chống lại các nỗ lực gây chia rẽ hoặc gây thiệt hại cho nga điều đó phản ánh nga quyết tâm thay đổi triệt để tình thế và đặt phương tây cũng như ukraina vào thế bất lợi và quyết định này xem như khép lại mọi cánh cửa đàm phán Dối như tiền lệ, bất kỳ một vùng lãnh thổ nào mà Nga chiếm được từ Ukraine có thể sẽ sát nhập vào Nga. Câu hỏi khi nào chiến sự tại Ukraine sẽ chấm dứt hiện chưa có câu trả lời thỏa đáng. Chiến sự vẫn tiếp diễn là một cuộc chiến ủy nhiệm, dai dẳng, tổn thất trực tiếp và lớn nhất với Nga và Ukraine, trong khi cả châu Âu và cả thế giới cũng phải lao đao. Một cuộc chiến ủy nhiệm được định nghĩa là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia hoặc các chủ thể phi quốc gia do sự xúi dục hoặc nhân danh trung lập các bên khác không liên quan trực tiếp đến chiến sự. Mỹ và NATO thông qua các hình thức tài trợ, huấn luyện quân sự, vũ khí hoặc các hình thức hỗ trợ vật chất khác giúp Ukraine duy trì nỗ lực cho cuộc chiến tranh với Nga. Ukraine có lính đánh thuê và được viện trợ quân sự từ phương Tây. Ukraine có mục đích của mình trong cuộc chiến, nhưng phương Tây cũng có mục đích làm suy yếu hoặc tiêu tan nước Nga. Lúc này, giới phân tích quân sự và chính trị gia quan tâm đó là xung đột cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine khi nào thì kết thúc và liệu nó có biến thành chiến tranh thế giới thứ ba hay không. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!